rồi. Nào, xanh vô ghế xanh ha. Trời ơi, đỏ vô ghế đỏ ha. Mà tôi thấy vàng vàng lấp lánh quá trời quá đất luôn. Rồi bây giờ xin mời hai cô gái xinh đẹp của nhà gái. Xin mời hai em à. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin của chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ trước nha quý vị. Em tên là gì? Dạ thưa chị Cát Tường, em tên là Đỗ Nguyễn Quốc Khải ạ. Em sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hiện tại em đang ở quận 8 ạ. Vậy hiện tại mình đang làm công việc gì nè? Dạ em vẫn là đang là sinh viên của trường Đại học Sài Gòn. Đây là năm thứ tư. Vậy em là... học ngành sư phạm ạ. Sư phạm? Muốn gì? Em học ngành sư phạm lịch sử địa lý ạ. Wow, lâu lắm mới nghe có một chàng trai mà học sư phạm mà học về lịch sử địa lý ha. Rồi bây giờ là mình đang sống với gia đình luôn phải không? Dạ, ba mẹ luôn. Nhà đông anh chị em không? Dạ hiện tại thì em có một cô em gái, có hai người mẹ lận ạ. Mà hai mẹ sống chung nhà với nhau luôn? Dạ đúng rồi. Rồi hiểu rồi. Mà thường thường là nghe lời mẹ ruột hơn hay là mẹ nuôi hơn? Thường thì em thấy mẹ nuôi thương em nhiều hơn mẹ ruột à. Chết nhạt thì vậy. Mẹ ruột dạ. Làm gì? À, mẹ em thì là chuyên về buôn bán bao bịch ni lông với lại túi rác à. Chắc là bận rộn quá thôi. Dạ. Chứ không phải là không thương em mà tại bận rộn quá. Còn dạ. Mẹ nuôi là cái người gọi là nâng khăn sửa túi cho em đó đúng không? Dạ, đúng lo rồi. Từ cơm miếng cơm manh áo từ cái lúc em mới sinh ra. Cho nên cái tình cảm nó khắng khít hơn. Dạ. À, chứ còn mẹ ruột thì phải bận ở ngoài mưu sinh. Dạ, đúng rồi. Đem tiền về cho mẹ nuôi để mẹ nuôi lo cho em đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, nói vậy mẹ ruột nghe mẹ ruột buồn. Không phải không thương mà tại không có thời gian chăm sóc. Nha. Giống như con gái chị nó cũng có hai người mẹ, một là bà ngoại nó, hai là chị. Bà ngoại nó nuôi còn chị cho tiền. Vậy được rồi, mẹ nào cũng thương mà đúng không quý vị? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Thưa chị Cát Tường, điểm mạnh của em thì được mọi người nhắc đến là có ý chí cầu tiến, độc lập, biết quan tâm đến mọi người xung quanh của mình. Còn điểm yếu của em là hay dễ bị tin người. Hay dễ tin người. Hồi đó giờ có tin ai mà dẫn tới là nó hại bản thân mình chưa? Dạ thưa là có. Hồi đó em đi học năm 3 tại trường thì có một em có quen một bạn kia cùng khoa luôn. Trai gái? Dạ bạn trai ạ. Ừ. Thì bạn đó có mượn tiền em, thì bạn đó mượn em 2 triệu. Cái em cứ nói là mượn 2 triệu đi, rồi tháng này mày trả tao nha. Cái tháng đó bạn đó chưa trả. Thì em đẩy sau 2-3 tháng nữa, các bạn nó vẫn chưa trả luôn. Các em hỏi thì số tiền đó của tao như thế nào rồi. Thì bé nó im lặng, bé nói giờ cho tao mượn thêm 5 triệu được không? Đó, em thấy giờ 2 triệu mà chưa trả mà sao cho mượn thêm 5 triệu nữa. Cho nói thôi mày sắp xếp trả giùm tao đi. Thì sau đó 2-3 ngày sau mày nó có trả. Sau đó thì bạn nó hủy kết bạn luôn. Cái mình thất vọng, mình tin người mình cho ta như giúp đỡ người ta mà sau đó người ta lại hủy mối quan hệ của mình. Tại vì đòi nợ đó. Dạ, đúng nhưng rồi. Mà phải thấy mừng chứ thôi không mừng là mất thêm 5 triệu nữa. Bởi vì em thấy giờ, tiền bạc phân minh thì ái tình thì dứt khoát à. Đúng rồi, câu này hay à. Tiền bạc là phải phân minh, ái tình là dứt khoát. Để hỏi hỏi có ái tình có dứt khoát không nha. Dạ. Hiện tại là ngoài thời gian học rồi rảnh rỗi em làm gì? Hiện tại em có một quán cà phê tên là Ola ở dưới Long An à. Thì sao tự nhiên ở trên Sài Gòn mà xuống tới dưới Long An? Dạ tại vì ở dưới Long An cũng là quê ngoại của em. Thì nếu mà điều hành ở dưới thì có sẵn người ở đó em. Hiện tại giờ cũng đang phát triển đâu quý vị. Một tràng pháo tay cho chàng trai ngồi chiếc ghế màu đỏ nha. Và bây giờ chần chờ gì nữa, giới thiệu về mình đi nè. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai ạ. Tuyết Mai. Em năm nay em 21 tuổi. Quê quán là em ở Hải Phòng, em sinh ra và lớn lên ở đây. Hiện tại em đang ở với anh Bình Dương ạ. Em ở với ai? Em ở với bố mẹ. Công việc hiện tại em là gì? Hiện tại thì em mới tốt nghiệp thôi. Là chuyên ngành của em là mốt sẽ ra nghề làm gì? Em theo chuyên ngành quản trị khách sạn. Em định hướng tương lai cho em là khi tốt nghiệp xong có bằng xong sẽ làm gì? Em muốn thử làm ngành sale. Giờ điểm mạnh điểm yếu em là gì nè? Điểm mạnh của em là nhờ em cái gì thì em cũng có thể làm giúp mọi người. Còn điểm yếu của em là hơi nhút nhát, nói chung là ít nói, sợ giao tiếp với mọi người. Rảnh rỗi em làm gì? Em phụ giúp bố mẹ bán quán á. Quán gì? Quán phở. Rảnh rỗi đi uống cà phê với bạn bè không? Thỉnh thoảng lâu lâu thì có. Coi như là chỉ là ở nhà phụ mẹ bán quán, rồi tập trung học hành, định hướng tương lai mình sẽ là một nhân viên làm sale, tính tình nhút nhát. Rồi, coi như là tạm vậy đi. Rồi, mời chàng trai ngồi ở ghế màu xanh. Em hãy giới thiệu về mình nha. Dạ, em xin tự giới thiệu, anh là Trần Văn Thự. Em đến từ Bình Định, em đang làm việc ở Gò Vấp, em là bếp chính ở nhà hàng Đại Bắp. Em làm bếp chính lâu chưa? Dạ em làm từ năm 2019 tới giờ. Cho chị hỏi tò mò xíu là làm bếp vậy là từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ em làm giờ khuya chị. Khuya, ban ngày chị ngủ? Dạ đúng rồi. Lương mình tầm khoảng trung bình từ bao nhiêu đến bao nhiêu một tháng? Dạ tầm 10 đến 10 mấy triệu chị. Vì bếp chính là lương ít vậy? Dạ đúng rồi, bèo lắm chị, bữa nay bèo lắm. Ủa sao kỳ vậy, chị tưởng phải là từ 20 triệu đổ lên chứ? Dạ nói chung cuộc sống ở đây nó ép lắm chị ạ.
Nói chung đủ trang trải cuộc sống thôi chứ không có khá giả gì nhiều. Vậy rồi có để dành được đồng nào chưa? À, nói chung thì cũng được ít rồi chị. Ở Bình Định vô bao lâu rồi? Vô được mấy năm rồi? Dạ 4 năm chị. À, giờ là đang ở đâu? Ở nhà trọ hay là sao? Ở với ai? Dạ đang ở với bạn với em đang ở chung cư. Rồi, mà Bình Định là sau này mình lập nghiệp trong này luôn hay là mình về quê? Dạ nói chung tùy theo bạn nữ như thế nào chị. Điểm mạnh điểm yếu của em là như thế nào? Mạnh của em là chắc nấu ăn thôi chị. Còn điểm yếu thì hơi rụt rè, nhút nhát chứ đông đông. Rồi thí dụ như bên này lập nghiệp trong này rồi thí dụ như ở rể được không? Cũng ở rể cũng được nhưng mà tùy vào công việc của bạn đó như thế nào. Rồi, cô gái ngồi ghế màu xanh, cái tính mạnh mẽ của tôi. Giới thiệu về mình đi nè. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường, em chào mọi người. Em tên là Ngọc Hằng, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Quê em là ở An Giang. Hiện tại thì em đang làm công việc là kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do? Dạ, em bán đồ online á. Mặt hàng gì? Như là dây chuyền, quần áo, rồi nhẫn. À, cũng như là phụ kiện của phụ nữ đúng không? Dạ đúng. Bán đắt không à? Thì một tháng em thu nhập tầm 25 đến 30 triệu. À, vậy là cũng ngon lành ha. Dạ, tại vì em kinh doanh từ khi mà em học cấp 2 nên là em có cái số lượng khách hàng có sẵn á. Ở đây thì ở đâu à? Em ở bên Vinh, quận 9. Điểm mạnh, điểm yếu em là gì? Em có thể giao tiếp với nhiều người. Điểm yếu của em là em không thể làm hai việc cùng một lúc. Như là em làm một cái việc này là em phải xong cái công việc này. Em không thể nào mà làm hai việc cùng lúc được. Nó sẽ không có hoàn thành tốt được á. Coi như là phải là xong cái này. Dạ, rồi mới làm công việc tiếp theo. Dạ đúng rồi. Thời gian rảnh rỗi em làm gì? Thời gian rảnh rỗi thì em vẽ. Em thích vẽ. Vẽ gì? Vẽ cảnh, có khi là em vẽ theo mẫu. Ba em làm gì? Ba em kinh doanh tự do. Còn mẹ? Dạ mẹ em làm ra ô tô. Cũng như là đại gia vậy ha. Có nhờ vả ba mẹ không à? Ờ dạ không. Dạ. Hiện giờ em ở quận 9 là nhà riêng của em hay là dạ, nhà thuê? Riêng. Nhà riêng. Nhà riêng luôn á Tường ơi. Wow, nhà có điều kiện quá. Trời, kinh doanh online từ nhỏ mà. Một bé gái rồi, chà. Dạ trong nhà em là có mấy chị em à? Dạ có hai anh em với em. Em là con út. Đó là thông tin của cô gái ngồi ghế màu xanh. À, quay lại với chàng trai ngồi ở ghế đỏ. Tình trường em sao rồi? Trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua được 4 mối tình rồi. Gần nhất thì em có quen một bạn là ở dưới Bến Tre. À, rồi đi đâu học trên này quen tuốt với Bến Tre? Thì bạn đó học ở trường Đại học Sài Gòn luôn. Thì mình nó lên đây đã trọ. Em và bạn đó quen nhau cũng trong mùa dịch, khoảng thời gian đó hai đứa quen nhau xa xôi. Thì em có một tuần đi xuống dưới Bến Tre một hai lần. Đi bằng xe máy. Một tuần chạy Bến Tre một hai lần. Dạ rồi, một hai lần mà đi bằng xe máy. Ừ. Thì em chạy xuống cỡ 90 cây số để gặp nhau. Tình yêu đẹp quá ha. Dạ. Rồi sau này hết dịch đi thì phải nói lên đây. Nhưng mà lúc đó hai đứa kiểu cảm xúc với nhau không còn như lúc mình quen ở dưới nữa. Kiểu như tình cảm mà nó càng khó khăn đi thì hai người càng trân quý nhiều hơn, thì trân trọng nhau hơn. Lên đây thì mọi thứ nó trở nên dễ dàng quá. Gì kỳ vậy, người ta yêu nhau ta muốn gần được nhau nhiều hơn. Trải qua bao nhiêu sóng gió người ta mới được gần nhau. Còn ở đây có đôi khi tình yêu mình còn sự khó khăn để trân quý nhau nhiều hơn. Tạo độ khó cho nhau đi. Rồi vậy cái tự nhiên chia tay. Dạ tại vì hai đứa cũng hết cảm xúc tình cảm với nhau. Ai nói lời chia tay? Dạ em nói lời chia tay. Bạn đó phản ứng sao? Mới đầu cũng hơi buồn buồn, nhưng về sau bắt đầu cũng hai đứa bắt đầu cũng quen với tình cảnh đó, hai đứa giờ cũng làm bạn của nhau. Đó là mối tình là đặc gần nhất, ấn tượng với. Dạ. Còn mối tình nào đặc biệt nữa không? À là trước đó nữa. Em lại quen một bạn dưới Quảng Ngãi. Trời ơi, nó quen đâu mà xa xa không vậy? Dạ bạn đó thì học chung lớp bạn đó luôn. Chung bạn Bến Tre này. Là chung bạn Bến Tre. Dạ, học chung lớp luôn, là bạn thân nữa luôn. Nhưng mà quen bạn Bến Quảng Ngãi quen trước. Dạ, là xong mới quen Bến Tre. Còn mới quen bạn Bến Tre sao? Dạ, bởi vì mới lúc mà quen bạn Bến Tre em cũng thấy hai đứa quen nhau cũng cực, cũng phải trải qua nhiều khó khăn lắm luôn. Cho nên hai đứa trân quý lắm. Trân quý, sau đó mới thấy bình thường. Dạ. Rồi. Mà thiệt tình em nhìn em nghĩ ra đây là một ông thầy giáo dạy địa lý lịch sử á ta. Nó khác. Nó mang đồ phong thủy quá, làm gì bên kia đeo đồ phong thủy mà đeo lần ba bốn cái dữ vậy? Dạ thì nhà em đạo Phật nên em đeo nhiều cho kiểu như cho mình cảm thấy tự tin bản thân. Rồi vậy bên kia ok, bên kia là tại đạo Phật, còn bên này? À em đeo cho đẹp. Đẹp quá trời luôn vậy đó hả? Wow. Ui. Em là mấy năm nữa sẽ tốt nghiệp? Năm nay là em tốt nghiệp rồi. Năm nay tốt nghiệp rồi. Năm nay em năm tư rồi. Có thực tập ở trường nào chưa? Dạ có rồi. Wow, trường nào? Dạ em thực tập ở trường Chu Văn An á, bên quận nhất. Chu Văn An? Dạ. Wow, ông thầy dạy địa lý, lịch sử vậy thì... Chưa, cho tôi hỏi còn món nữa. Rồi còn cái vụ ở cái cổ đó. Là cái này nó có ý nghĩa gì không? Cái này là do em tự nghĩ ra. Em mua một cái dây chuyền rồi đeo nhẫn vô. Rồi. Em nghĩ là sau này em quen một người bạn gái nào đó. Đó. Mà em cảm thấy mình tự tin, mình yêu thương những lông ra mình sẽ lấy ra mình tặng cho bạn đó. Tôi biết mà, tại tôi từng trải qua mấy cái trò mèo này rồi. Mấy cái trò mèo mở đây tôi có trải qua rồi. Trời ơi, giờ muốn một người bạn gái như thế nào? Em chỉ muốn một người bạn gái là không quá ốm, thân hình thì vừa vặn được rồi. Có một nụ cười kiểu tỏa sáng. Được chưa?
với lại bạn nó thân thiện với mọi người xung quanh. Tuổi cũng cỡ từ 25 trở xuống, tại vì em cũng mới có 22 thôi. Ừ, có nghĩa là lớn hơn em mấy tuổi vẫn được như thường. Dạ được. Ừ, ok, đồng ý. Tới bên kia. Cô bé hiền dịu nết na của tôi, chuyện tình yêu của em như thế nào? Em thì chỉ có một mối tình đơn phương thôi. Cách đây bao nhiêu lâu à? Cách đây được 3 năm. 3 năm là em đơn phương được 4 năm, từ lớp 7 đến lớp 11. Từ lớp 7 đã thích bạn đó. Dạ. Mà nó học chung trường hay là sao? Dạ chung trường 4 năm cấp 2 á. Ừ. Xong rồi từ lớp 7 đến lớp 8 thì học chung với nhau thì em bắt đầu em thích. Còn lại thì cấp 3 thì không học chung với nhau nữa. Nhưng mà vẫn đơn phương. Dạ. Giữ liên lạc với nhau không? Không. Không giữ liên lạc với nhau. Chỉ có như kiểu các bạn Facebook với nhau thôi. Rồi tỏ tình bằng cách nào? À, em chat ở trên Messenger. Kiểu là em tỏ tình thẳng luôn là tôi thấy bạn này lâu rồi, từ năm lớp 7. Từ năm lớp 7. Oh no. Mạnh dạn dữ hả? Tôi thích bạn từ lâu rồi, từ năm lớp 7. Sao mà bị từ chối thì lúc đó em cũng hơi buồn. Bạn nói là sao? Bạn nó từ chối thì sao? Em bảo là xin lỗi Mai nha, mình có bồ rồi, mình có bồ rồi. Ồ, mà lúc đó có buồn. Khóc. Có khóc được 1-2 ngày thì thôi. Giọt lệ hoen cay bờ mi, ai mong đợi chi, con tim ai cũng sẽ phai một lần đổi thay. Khóc được 1-2 ngày đúng không? Thì sao cái lần tự bị từ chối đó là hết chưa hay là vẫn còn kéo dài thêm thời gian nữa? Hết luôn. Nhưng mà em có nghĩ là trong suốt mấy năm mà em yêu đơn phương, cái thích cái người đó thì xung quanh có bao nhiêu chàng trai khác thích em mà em lại bỏ lơ không? Chắc không đâu. Tại vì em lo chăm chăm cho các bạn kia không, sao em cảm nhận được xung quanh? Khi mà biết em có bạn trai thì ba mẹ có phản ứng gì không? Lúc đó hình như còn nhỏ nên ba mẹ em cũng phản ứng, nói chung là không thích. Và tới ngày hôm nay thì tới chương trình này ba mẹ biết không à? Em lén. Trời ơi, gan lén mà mày muốn chương trình chiếu trên TV ba mẹ biết sao? La không? Có la thì la chút thôi. Rồi bây giờ em muốn một người bạn trai như thế nào? Đến em hiền hiền thì em cũng mong muốn bạn trai em cũng hiền hiền như em thôi. Ngoại hình thì em cũng không quan trọng, miễn sao cao hơn em là được rồi. Em thích mập hơn, em không thích ốm. Thích mập mập, không thích ốm. Dạ. À, em cao 1m mấy? Dạ 1m63. Được, chị thấy phù hợp á. Lỡ như ngày hôm nay rồi, mình có bạn trai rồi, ba mẹ mình có la không hay ba mẹ mình có cấm đoán gì không? Nghĩ lớn rồi nên chắc ba mẹ cũng kệ mày, mày tự quyết định đi. Hồi đó giờ mình có làm gì mà ba mẹ phải phạt mình không? Dạ không. Nói chung là em chỉ có đi học với đi về thôi chứ cũng chả có đi đâu. Và ba mẹ cấm đoán hết đó. Hiền quá, dễ thương quá trời. Tình luôn á. Con ngoan trò giỏi, được. Giỏi. Đây có chương trình 10 điểm. Cô gái rất ngoan nha. 10 điểm. Tôi thấy hợp á. Rồi, tới chàng trai này. Dạ, tình trường em như trăng da trắng vậy chị. Như trăng da trắng vậy chị. Chàng, cái gì? Chàng trai ngồi ở ghế màu xanh. Chưa yêu ai giờ chị. Một chàng trai đầu bếp. Dạ. Chưa yêu ai. Dạ. Năm nay nhiêu tuổi? 26 tuổi chị. 26 tuổi mà chưa yêu ai hết. Dạ. Có yêu đơn phương gì không hay có ai yêu đơn phương mình không? Dạ, nói chung yêu đơn phương thì có, thích thì có. Em thích người ta hay người ta thích em? Em thích người ta. Rồi đâu kể chị nghe coi, rồi phân tích coi sao chưa có người yêu nè. À, do hồi đó đi học rồi. À, đơn phương hả? Kiểu như người ta có bồ rồi thì mình cứ âm thầm mình thích vậy thôi. Rồi sau này cũng ít gặp rồi mình cũng quên. Rồi tới giờ cũng nói chung cũng không thích ai nữa chị. Lý do? Hết. Kiểu như là mình chưa có tìm được người phù hợp á. Vô một trang giấy trắng luôn. Đi làm về rồi ngủ á. Dạ đúng anh. Tờ giấy trắng là tờ giấy làm sao? Là kiểu như trắng không tì vết luôn á. Trắng không tì vết luôn hả? Chưa có nụ hôn đầu luôn chị. Chưa có nụ hôn đầu luôn. Có nắm tay chưa? À, đi học thì nói chung có nắm. Còn bây giờ thì nói chung em làm về em ngủ thôi à. Rồi chưa có cái gì luôn. Có cái gì chị? Có cái gì chị? Ai biết thì chị đang, em đang nghĩ gì là chị hỏi cái đó đó. Ý, mà hình như trong nhà hàng thì có nữ tiếp viên cũng nhiều mà, nữ phục vụ. À, nhiều đúng lúc không? Mình làm trong này, mình lui cui làm trong này, không để ý mấy bạn rồi đó anh. Rồi đó, bây giờ thử diễn tả một cái người yêu trong tương lai coi nó như thế nào. À, cái gu của em thì nói chung cũng bình thường à. Về tính cách thì hiền, hiền là được. Ngoại hình thì dễ nhìn là được, không cần phải quá đẹp. Nói chung không có đòi hỏi quá cao cho... Không đòi hỏi quá cao đúng không? Dạ. Cô gái xinh đẹp của tôi, chuyện tình yêu như thế nào? Đó giờ thì em quen, nếu mà tính mối tình chính thức thì là 2 người. Tình đầu tiên của em là mới biết yêu là 3 năm cấp 3, em quen được 3 năm. À. Dạ, xong rồi... Lớp 10, 11, 12. Dạ đúng rồi. Uh-huh. Rồi sau khi tốt nghiệp thì lý do địa lý xa nhau nên là không tiếp tục được nữa. Mối tình đầu là vương vấn đúng rồi, mối tình thơ. Dạ, mối tình thứ hai nó cũng không có tốt gì mấy, nó cũng nó cũng xu giống như vậy đó. Mối tình thứ hai em quen được nửa năm, quen trên mạng xã hội. Mạng xã hội? Dạ. Thì nhắn tin tìm hiểu lúc đầu cũng hợp nhau lắm. Xong rồi quen được nửa năm. Xong rồi gặp nhau cũng yêu xa, cũng chia tay. Thành phố Hồ Chí Minh chung mà. Dạ đây quận 9 gần xỉu. Quận 9 với quận 8 thì nó cũng hơi xa.
Hai số nó gần nhau rồi, kỳ ta. Dạ, hai số nó gần nhưng mà cái khoảng cách km nó không có gần. Lúc đầu á, thì kiểu như là nói chuyện với nhau thì cái cảm nhận á, của hai người về nhau á, nó mặn nồng lắm. Xong rồi thời gian sau á, kiểu ít gặp quá á, với lại cũng ở xa á, hai người cũng phải có làm việc riêng á, cái em thấy nhạt dần nên là em chủ động chia tay. Anh nhìn thấy em có vẻ rất là sành điệu. Ví dụ như là một người đàn ông mà non nớt còn chín chắn, em có chỉ người ta cách yêu không? Em thích kiểu thư sinh. Thích kiểu thư sinh đó hả? Dạ. Trời ơi, bên kia một ông thầy giáo, một ông thư sinh luôn á. Quá trời quá đất rồi. Mẫu người của em là như thế nào? À, mẫu người của em thì cao hơn em là được. Cao hơn em. Người em không thích người tròn quá, vừa người là được. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Ở dưới tôi thấy có ba người đàn ông nè, đó. Anh tới chương trình này là người nhà của ai? Dạ, là người nhà của bạn, là người ngồi ghế đỏ. Xin phép chị Tường, Danh Đạt cho em được nói là nếu mà thích hợp với lại Khải á, thì em thấy cái bạn bạn Mai đúng không ạ? Bạn Mai rất là hiền. Nếu được á thì con nên tìm kiếm cơ hội từ Mai đi nha. Dám tìm hiểu nha. Bạn đó là chưa có mối tình nào mà hơi ít nói, hơi hiền. Cảm ơn rồi. Chú rồi, hai bạn hai bên. Rồi. Chào chị Cát Tường, em đi với bạn em làm thử. Ủa, em là bên đây? Dạ. Rồi, chàng trai ghế xanh. Em thấy hai bạn nữ bên này cũng xinh. Em cũng mới ở với Thử thôi. Thì Google bạn thì tính cách thì em cũng không biết, em cũng mới ở chung với Thử thôi. Ở chung bao lâu rồi? Sẽ mới một tháng rồi, em cũng học hiền tí. Tính cách đó. Nói chung đi làm về thì cũng về nhà ngủ rồi chơi game rồi. Nói chung là bạn cũng ít đi chơi á. Em cũng không biết cái gu bạn ra sao á. Nói chung thấy hai bạn nữ bên này cũng xinh. Rồi, khoan đã. Mai à, trước khi mở cửa trái tim thì ngày hôm nay không có ba mẹ đi theo, có người thân đi theo, thì sống truyền hình em có muốn nhắn nhủ gì với ba mẹ mình không? Ba mẹ ơi, nếu ba mẹ có xem chương trình này á thì ba mẹ cũng đừng có, nói cho ba mẹ ủng hộ cho con, đừng có la con nhé. Dù cho con có bồ đi chăng nữa thì con vẫn phụ giúp bố mẹ quán nha. Bán phở đều đặn, không có mất doanh thu đâu nha bố mẹ nha. Rồi, okay. Chị thấy là chàng trai chưa? Chàng trai bạn của ghế đỏ còn muốn nói ý kiến như nào? Sao à? Nói đi. Em thì thấy bạn áo đen lại hợp với anh Khải nhiều hơn à. Ghế xanh? Dạ đúng rồi. Trời ơi, rồi bây giờ hai người dưới rồi bàn luận với nhau chưa? Sao mà bất đồng quan điểm vậy? Rồi em. À. Nãy theo thấy em thì tự nhiên phản thế rồi. Ủa sao phản thế? Nói nghe coi, tại sao em lại nghĩ em thấy sao bạn chị áo trắng hiền quá, không hợp với anh Khải. À. Về nhà sẽ dễ chán. À. Còn chị áo đen nhiều lúc về nhà sẽ hâm nóng hơn. Vui hơn hả? Vui hơn. Tại có nhà quận 9 này. Trời ơi, nghe có nhà quận 9 là đổ liền á. Thằng nhỏ thích thời vậy sao ha. Thiệt tình hay quá. À, bây giờ, chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Có ai tặng quà gì không à? Xin dạ có. Dạ. À, cho mình tặng quà cho bạn nữa. Dạ. Mình cảm ơn bạn nhận. Anh ơi, em có món quà muốn tặng cho anh. À, cảm ơn em. Quà của hai bạn là cái gì? Vui ra coi món quà gì? Ồ, dạ là cái đeo vô. Trời ơi, nó ngầu. Đeo vô đi rồi hỏi cổ là ý nghĩa gì anh tặng anh món quà này. Kìa, nhìn kìa. Có thấy đường không? Ngầu à. Trời ơi, ông đầu bếp có vẻ mặt quạo quạo á. Mặt đâu, hơi quạo quạo á. Đâu, thấy đầu bếp cũng có món quà nữa. Khui quà đầu bếp coi nào. Cái hộp đó là của Mai luôn. Dạ đúng rồi. Rồi, coi Mai tặng cái Mai gì? Mai tặng gì à? Đồng hồ anh. Cái đồng hồ. Đeo vô. Cái đồng hồ này có ý nghĩa gì vậy? Rất là giá trị nha. Thật ra là đừng coi thường người ta bán phở. Người ta bán phở là tặng quà nào là chất. Một cặp kiến, một cái đồng hồ. Tại em cũng chả biết là trai em thích gì thì em cứ nghĩ là những cái món quà đó em mua thôi. Rồi, thôi bây giờ cô gái nè. Bây giờ một con voi và con kia con gì à? Con bò. Con voi con bò có ý nghĩa không? Con voi là mong muốn là có cái voi đi trước hay là con bò là hút gì con trâu? Không, thì ra thì hay em là... tặng hai bạn nam món quà đó là như là khi mà về nhà, nếu như mà mình có duyên á, mình thành đôi á, thì cái đó là một cái vật kỷ niệm lần đầu mình tặng cho nhau. Còn nếu như mà không có duyên á, mình làm bạn á, thì khi mà mình nhìn thấy cái con đó đó thì mình sẽ nhớ tới mình. Không biết là cảm nhận đầu tiên của em khi mà nhìn thấy hai bạn nữ ở ghế xanh và ghế đỏ thì em cảm thấy như thế nào?
Dạ em thấy hai bạn đó xinh. Trong lòng mình có xao xuyến, có tia cô nào chưa hay là đang còn hoang mang? Tia hai cô luôn chị, tia hai cô luôn chị. Tia hai cô luôn, trời ơi. Ông đầu bếp này thiệt á là. Có chừng tham quá không được nha, mình phải bắt đầu từ từ. Nói tập tia vậy thôi chứ còn còn em nói chung mình thấy xinh thì mình ngắm thôi. Dạ. Nhưng mà trong lòng mình đã có một cái mục đích nào chưa, mục tiêu nào chưa? Dạ có rồi chị. Có rồi phải không? Dạ. Để hiện đó là cố gắng vun đắp thêm nha. Còn em thì sao? Sau khi mở tấm màn thì em thấy hai bạn xinh xắn. Chú ý đặc biệt một người, em xin giữ bí mật. Muốn giữ bí mật? Dạ. Rồi em cứ giữ bí mật đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về một cái chủ đề để chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn về quan điểm cũng như là về cái cách mà chúng ta sẽ ứng xử trong cuộc sống khi có xảy ra những cái vấn đề. Nếu gia đình không đồng ý cái mối tình này, ông nam bếp sẽ nói trước nè. Mặc quạo nữa kìa. Mặc quạo nói trước nè. Trước tiên thì mình coi cái vấn đề cấm cản đó là vấn đề gì. Rồi. Nó có phải là cái nguyên nhân lớn không? Rồi em sẽ nói chuyện lại với gia đình. Là sẽ bảo vệ tình yêu hay là bảo vệ gia đình? Kiểu như nếu mà nó nghiêng về phía bạn gái thì em sẽ chia sẻ với bạn gái. Còn nếu mà nghiêng về phía gia đình thì em sẽ nói lại với gia đình em. Nói chung là em là đứng chính giữa để mà phân giải thôi. Thế còn em, nếu gia đình cấm cản thì em làm sao? Theo em thì em là một người có đức tính độc lập. Nếu gia đình cấm cản, lúc đó em sẽ tôn trọng ý kiến của ba mẹ hoặc chị em. Sau đó em xem lại người yêu của mình như thế nào. Nhưng mà em sống độc lập lắm nên em sẽ đi theo tình yêu nhiều hơn với gia đình. Có nghĩa là sẽ bảo vệ tình yêu. Dạ. Nhưng mà mình vẫn tham khảo ý kiến người thân coi tại sao mà phản dạ, đối. Phải đúng không? Bây giờ nè, một cái thí dụ là thực tế nha. Khi em chọn cô gái ngồi ghế màu đỏ thì thằng em dưới giận thì em nói sao à? Thì em sẽ giải thích cho thằng em. Ví dụ như là em chọn cô gái ngồi màu xanh, ông chú ông la thì em giải quyết sao à? Em sẽ hẹn ông đi nhậu rồi sẽ giải thích kiểu. Em không chọn ai hết thì em sẽ giải thích như thế nào hả? Em đã có chú ý một người như lúc đầu nói rồi. Em sẽ chọn. Nói chung là em độc lập. Dạ. Bây giờ chị là coi như cỡ nào cỡ là em cũng phải bảo vệ tình yêu của mình, trừ khi giữa em với bạn gái em có mâu thuẫn thôi. Dạ, chứ rồi. Còn nếu mà hai đứa mà đồng lòng thì gia đình có cấm cản là em cũng bảo vệ tới cùng. Dạ. Rồi, quan điểm rất rõ ràng. Rồi, mời Mai. Nếu như ba mẹ em cấm cản á thì ngầu nha, khúc này ngầu nha, có cần đeo mắt kiếng vô không? Khúc này ngầu nha. Thì em sẽ hỏi ý của ba mẹ tại sao lại cấm cản em. Nói chung là trong chuyện tình yêu thì em cũng không có nghe một phía nào đâu. Em đã thích thì như kiểu em thích. Còn nếu như mà không thích thì em sẽ thuyết phục cho ba mẹ hoặc là cho gia đình em bằng mọi cách nào đó để công nhận tình yêu của hai đứa em. Hay. Rồi, giờ em gái ghế xanh, em thì như thế nào? Nè, gái này mạnh mẽ lắm nè. Đó giờ em chưa có gặp trường hợp đó, nhưng mà... Bây giờ thí dụ? Nếu như có thì em sẽ xem xét lại mối quan hệ của em với cả bạn trai của em. Nếu như mà mối quan hệ đó em cảm thấy tốt, không có gì cả, thì em sẽ thuyết phục cha mẹ để cho họ ủng hộ em. Trường hợp cái mối quan hệ của em với bạn trai của em nó không có vấn đề gì xảy ra, nhưng mà ba mẹ em không thích bạn trai á, muốn cấm cản nữa, thì em sẽ bảo vệ cái tình yêu của mình. Với kinh nghiệm của chị Tường, với lại bây giờ con chị Tường cũng bằng tuổi tụi em, tuổi trẻ bây giờ mình ba mẹ mà càng cấm cản thì tụi nó càng lao đầu vô. Hỡi các bậc làm cha làm mẹ, đừng cấm cản mà hãy theo dõi thôi. Theo dõi để mà cái gì mình có thể là khuyên răng làm bạn, rồi mình tâm sự từ từ để mình kéo con mình cho có cái đúng suy đắn. Nghĩ nó đúng đắn hơn. Chứ còn đối với cái tuổi này mà càng cấm cản nó càng chung vô. Đó. Mà với lại cũng có những nhiều ba mẹ thì cũng hơi kỳ thiệt. Có nghĩa là nhiều khi nhỏ không có tội gì, cái con đứa con gái đó cũng không có tội gì, nhưng mà cũng có thể do định kiến của cha mẹ, biết đâu hồi đó ba mẹ tình yêu đó nó không được trọn vẹn, rồi cái lại đổ lên con cái, hoặc là cha mẹ ví dụ như rồi không thích người nam, không thích người bắc, không thích đạo này, không thích đạo kia, gia đình thằng đó nghèo, thấy nó không được, nhà đó đông anh chị em quá, tao không có chịu quá, về mày làm dâu một khổ. Lý do có nghĩa là ba mẹ nào cũng thương con, nhưng rất nhiều lý do, đôi lúc ba mẹ cũng rất là vô lý đó. Tôi nhớ hồi xưa mà tôi yêu anh kia, mà anh kia bảy anh chị em, ba mẹ tôi đâu có cho. Mà may hên thiệt chứ lấy chắc cũng ly dị rồi. Tại vì sao? Ba mẹ mình hiểu tính mình chưa? Mình hiểu tính mình. Cái nết này mà về làm dâu bảy anh chị em mà chưa ai chưa vợ chưa chồng thì cũng khó lắm. Nói chung cũng có cái, con cái cũng phải nên nghe lời tư vấn của ba mẹ. Bởi vì ba mẹ mình sống từng trải hơn mình, hiểu rõ con tính cách của mình. Cho nên là ba mẹ mình sẽ có cái tầm nhìn nó xa hơn. Mình cũng phải nghe lời tư vấn của ba mẹ. Khi người lớn nói thằng đó không được thì mình phải coi tại sao nó không được. Đó. Nếu như những cái họ không được đó nó là vô lý từ cái chủ quan của ba mẹ thì mình sẽ đấu tranh.
Nhưng có những cái ba mẹ mình nói không được mà thật sự nó không được. Mình đã có những cái cảm giác ba mẹ mình nói cũng đúng thì mình nên nghe, đừng có nên cãi. Tại vì cãi là coi như ôm cái đầu máu thật sự luôn. Một tràng pháo tay. Oh, hay yeah. Quá. Mai Cát Tường hay, hay quá. Quá trời. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần nắm tay để thử cảm xúc. Tươi lên nè, tươi lên. Chị cho em đầu tiên. Ông đầu bếp mời qua nắm tay từng bạn gái một. Xin phép nắm tay mỗi người được 30 giây. Cảm nhận và muốn nói gì thì nói. À, còn không nói thì cứ ngậm mà nghe cũng được. Dạ, không nói sao chị? Tùy em, muốn nói hay không là quyền của em. Hai bạn, mỗi bạn 30 giây. Cảm nắm tay. Nhìn nhau nào. Rồi không nói gì luôn hả? Công việc của em có đi làm thêm không? Nắm tay thì em có. Nắm tay 30 giây. Bây giờ thì em ở nhà em phụ quán thôi. Cảm ơn em. Cảm ơn. Có gì muốn hỏi không? Em thấy anh sao? Em thấy anh dễ thương, nói chung là hiền. À, cảm ơn em. Dạ. Rụt rè thấy sợ luôn vậy á. Mời em. Đó, tạo nét liền nè. Sao hay ghê dẻ quá. Có ý mày có gì hỏi Khải không? Hiện tại chưa. Hiện tại chưa hả? Vậy anh có gì hỏi em không? Ờ, nhà mai ở đâu á? Em ở dưới dĩa An Bình Dương. Dĩa An Bình Dương thì rất gần. Một tuần anh có thể xuống tới 4-5 lần luôn. Mình đúng không bạn? Giống đi Bến Tre thôi. Không nha. Có động lực. Nhà bạn ở đâu á? Nãy mới nói là quận 9 phải không? Đúng rồi, nhớ mà còn hỏi. Nhớ mà còn hỏi. Thì hồi nãy mình có nghe gì quận 9, quận 8 xa phải không? Đúng rồi. Cái đó là bạn nam chê hay bạn nữ chê? Bạn nữ chê. Vậy bạn có đồng ý nếu mình cũng quận 8 hay không? Bạn có thử cơ hội không? Tại sao lại không? Tại sao lại không? Rồi, mình cảm ơn bạn. Chất như trái cấp. Thôi, xong rồi. Mọi thứ là bây giờ ăn thua cảm nhận thôi. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm của mình. Khi mình lựa chọn là mình phải chịu trách nhiệm với cái lựa chọn của mình nha. Giờ em hỏi. Hỏi đi. Giờ em thấy hai bạn, bạn nào cũng xinh xắn hết. Bấm lần hai nút được không à? Hai nút là nó chập điện tắt hết. Rồi. Bây giờ mời các bạn đặt tay vào nút bấm và nhìn thẳng về phía máy quay và nghe những chia sẻ của anh Hứa Minh Đạt. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4. Nếu gia đình cấm cản thì em làm sao? Em sống độc lập lắm nên em sẽ đi theo tình yêu nhiều hơn. Có nghĩa là sẽ bảo vệ tình yêu. Dạ. Nói chung là trong chuyện tình yêu thì em cũng không có nghe một phía nào đâu. Em đã thích thì như kiểu em thích. Còn nếu như mà không thích thì em sẽ thuyết phục cho ba mẹ hoặc là cho gia đình em bằng mọi cách nào đó để công nhận tình yêu của hai đứa em. 3 Anh có gì muốn hỏi không? Em thấy anh sao? Em thấy anh dễ thương, nói chung là hiền. À, cảm ơn em. Dạ, ok. 2 1 Em thấy hai bạn xinh xắn, chú ý đặc biệt một người. Em xin giữ bí mật. Và bấm à. Bấm đi à. Bấm chưa à. Hết thời gian à. Trời ơi. Chơi chúc mừng một cặp đôi đầu tiên ngày hôm nay. Chàng trai ngồi ghế đỏ và cô gái ngồi ở ghế màu xanh. Xanh. Mình hỏi Mai một vài câu đi nào. Mai à, em bấm nút màu đỏ đúng không? Và ngày hôm nay anh chúc mừng em đã vượt qua khỏi cái cảm xúc của mình, không còn rụt rè nữa, không còn nhút nhát nữa, đã dám nói lên cảm xúc của mình. Nhưng mà ngày hôm nay thực sự là nó cũng chưa tới duyên đúng không ha?
mà từ nay về sau cứ vậy nha Mai. Thích phải cái gì là làm cái tự đấy. Tự tin. Được không được là thôi, đỡ mất công mất thời gian, không có cái vụ yêu đơn phương 6-7 năm như tuổi trẻ nữa. Bây giờ là cái tuổi này là tuổi thanh xuân, tuổi để được yêu thương và phải nắm bắt những cơ hội. Không, cơ hội này tới mình chụp, không được mình buông, mình tìm cơ hội khác chụp, không để phí hoài tuổi xuân, nhớ chưa em? Nha, thích là phải nói, chứ còn mình phải mạnh mẽ lên. Được hay không được, mình vẫn phải làm điều mình thích để sau này mình không ân hận gì hết. Mỗi người phụ nữ nha em thì. Vỗ tay cho Mai. Hay quá trời. Rồi, mời cặp đôi thành công đứng chính giữa. Mời à. Tay nhau đi hai bạn. Tình yêu ngọt ngào bắt đầu. Cũng đeo dây chuyền vô, thích da dẻ quá. Ờ, hai đứa này đúng một cặp đúng rồi đó, da dẻ ghê luôn á. Thiệt luôn á. Hy vọng tìm hiểu nhau một thời gian, rồi khi nào mà có tặng chiếc nhẫn báo cho Tường biết nha. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Kính thưa quý vị, và bây giờ Tường xin thay mặt cho chương trình xin tặng mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt bún riêu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn mình thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm thì không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi gửi tặng em. Dạ, này về nấu ăn hộp luôn nè. Ngon lành ha. Đây. Dạ Mai. Và đối với cặp đôi thành công, chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ, đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speakable vừa ra mắt của nhà MTV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Đối với cặp đôi không thành công, các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speakable, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối rất là duyên dáng nha. Kính thưa quý vị, mọi người hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy cập vào ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nhé. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MTV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speakable đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speakable, đang có rất là nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.